Soobin tỏ tình Lan Ngọc ở chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Soobin bất ngờ tỏ tình với Ninh Dương Lan Ngọc. Các anh tài BB Trần, Bằng Kiều, Tiến Luật trổ tài catwalk trong chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Chung kết 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 mở màn với sự xuất hiện của nhóm nhạc Lunat cùng tiết mục Hoa Sương Rồng. Ca khúc có giai điệu bắt tai, cuốn hút cùng tạo hình lộng lẫy nữ tính của 5 nữ thành viên, bao gồm Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh, khiến sân khấu được hâm nóng ngay từ giây phút đầu tiên. Hoa Sương Rồng là ca khúc mới của Lunat kể từ sau debut với ca khúc Mon Lai, và đây cũng là lần đầu tiên nhóm trình diễn ca khúc này trước công chúng. Trên sân khấu, Lunat bồi hồi tâm sự với khán giả và 23 anh tài rằng việc biểu diễn ở chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 làm 5 thành viên gợi nhớ khoảnh khắc tương tự của chặng đường cuối của chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 cách đây 1 năm. Diệp Lâm Anh chia sẻ với host Anh Tuấn: "Sáng nay khi em lái xe tới phim trường, em cứ nghĩ mình đang đi thi lại. Quay lại đúng cảm giác mà các chị em cùng tham gia chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Khi đến đây, các anh ai cũng đang tất bật chuẩn bị, đánh phấn, chuẩn bị trang phục." Lời chia sẻ của Diệp Lâm Anh sau đó nhận được tràng pháo tay và tiếng cười của các anh tài bên dưới sân khấu. Trước khi nói lời tạm biệt với Lunat, 23 anh tài sau đó cũng có màn giao lưu đáng nhớ khi vác trên lưng những bộ cánh lộng lẫy để trình diễn catwalk trên sân khấu. Chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng là sân khấu đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc sau khi cô tuyên bố tạm rời showbiz để đi du học. Gửi lời chào đến các chị đẹp, Soobin bất ngờ tỏ tình khi bị Ninh Dương Lan Ngọc bắt lỗi. "Em thích chị đừng mắng em." Ngọc nữ màn ảnh ngại ngùng trước lời bày tỏ của nam ca sĩ. Soobin cũng đề nghị các anh tài sẽ có món quà để dành tặng các chị đẹp và khán giả. Để mang đến những khoảnh khắc thú vị trong chương trình, các anh tài như Soobin, Băng Kiều, BB Trần, Tiến Luật và Thành Duy trổ tài catwalk. Với vai trò vedette, BB Trần sải bước tự tin trên sàn catwalk, thu hút mọi ánh nhìn. Tiếp đến Thành Duy gây ấn tượng với màn xoay người, tạo dáng cùng thân thái lạnh lùng. Anh tài Băng Kiều vừa catwalk vừa thể hiện vũ đạo trẻ trung, sôi động. Soobin xuất hiện trong tiếng hò reo của khán giả. Nam ca sĩ cởi kính, nở nụ cười rạng rỡ cùng đôi cánh thiên thần. Cuối cùng, Tiến Luật tạo điểm nhấn với màn xuất hiện cùng hai chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh. Màn tương tác giữa các anh tài và năm chị đẹp khiến khán giả thích thú. Bên cạnh sự xuất hiện của Lunat, sân khấu chung kết 1 còn bùng nổ với màn trình diễn của khách mời Nu Phước Thịnh. Nu Phước Thịnh khiến không ít khán giả thích thú khi tái hiện lại ca khúc Đổi Thay và Lặng Thầm. Đây là ca khúc từng góp phần xây dựng nên tên tuổi của nam ca sĩ cách đây gần 15 năm và cũng là giai điệu gắn liền với thời trẻ của các thế hệ 9X. Kết hợp với hai ca khúc này để tạo nên một bản mashup hoàn chỉnh. Đùa Anh Đau Đấy cũng là ca khúc mới đánh dấu sự trở lại của Nu Phước Thịnh sau 4 năm. Tham gia trình diễn chung kết với tư cách khách mời đặc biệt, Nu Phước Thịnh bày tỏ sự thán phục của mình trước những nỗ lực của các anh tài. "Mọi người đã phải vất vả rất nhiều, mọi người đã cố gắng rất nhiều, sáng tạo rất nhiều, đáp lại những nỗ lực đó sẽ là tình yêu thương của khán giả", nam ca sĩ bày tỏ. Màn trình diễn của Nu Phước Thịnh nhận được sự hợp ứng của đông đảo khán giả. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người hy vọng Nu Phước Thịnh sẽ xuất hiện trong mùa 2 của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.